Trời ơi, hay ghét ghê không? Trời ơi, ai chỉ à? Ai chỉ cho anh ngủ kỳ vậy con? Nằm ngủ mà hay ghét ghê. Tắm. Tắm tắm. Tắm ơi. Tắm 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 tắm. Trời coi đó nè. Coi có ai nằm cái tướng xấu không? Trời ơi. Ôi xong. Nằm tướng kêu này ngủ à? Sang chảnh nhờ. Tướng ngủ chanh xả ha. Con ha. Tắm ơi. Trời ơi. Tấm 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 tấm. Trời ơi, nó làm tướng đúng đúng đỉnh luôn. Siêu đỉnh luôn nha. Trời ơi, trai tôi. Ai ai, ai ai. Đó, đó. Anh ngủ làm anh nguyện ngủ cái tướng như này nè. Trời ơi. Coi ơi, giống ai không trời. Trời chết ơi. Ngủ tướng nè. Trời ơi. Ai dậy vậy? Ai dậy ngủ kỳ vậy? Hả? Ừ? Kêu gì? Sao? Kêu gì con? Ừ? Ừ? Đây. Mập chưa? Con beo mập. Mày liếm cái gì hả? Trời đất ơi, anh ngủ nè. Ú trời ơi, trời ơi, khỏi mạnh nè. Trời đất ơi. Ngủ ngon ghê. Ngủ cái tướng này nè, coi đẹp không? Trời đất ơi. Con trai ngủ vậy là xong rồi. Trời đất. Trời đất ơi, anh ngủ cái tướng ấy ghét quá đi. Ngủ cái tướng ấy ghét quá đi. Ghét quá đi. Thẩm ơi. Ngủ vẫn ngủ không dậy luôn, vẫn ngủ ghét quá đi mất. Trời ơi, đó ghê không, ghê thiệt chứ. Ôi cái mặt nó là cung cần ứ trời, cái mặt đó anh ngủ cái tướng anh này gì đây, dậy chưa, dậy chưa hay vẫn còn ngủ? Yêu ơi, nằm cái tướng xấu chưa? Yêu ơi, ai chỉ con nằm tướng xấu vậy hả? Yêu ơi, xấu quá đi mất, xấu quá đi mất. Trời, nó nằm trên đời có con sóc nào ngủ sướng không, ngủ banh càng như nó không? Trên đời con sóc nào mà banh ngủ banh càng như nó không? Trời trời ơi, ông téo quá ông ơi. Trời như chua. Trời ơi, ủa dậy chưa, dậy chưa, chết rồi, tiếng gì, tiếng gì nổ vậy, chưa chưa. Trời ơi, em ngủ mà ngủ ghét lắm, ngủ nằm tướng canh xả. Thôi em cơm đây, bye bye, em chuẩn chữa nha, em chuẩn chữa nha. Tấm tấm ơi, quay lại coi.